Xin chào mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói một chút về cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Và xin giới thiệu, tôi tên là Vương Trùng Quế ha. Thì trang trại Nắng Ngoài Gió thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Chúng tôi đang canh tác và ứng dụng cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Vậy nông nghiệp tuần hoàn là gì? Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái bài giới thiệu cũng như là chia sẻ ngắn. Tôi cũng không có chuẩn bị trước nên có những cái thông tin gì ngắn gọn xúc tích trước, tôi sẽ nói trước cho mọi người hiểu ha. Thì nông nghiệp tuần hoàn hay còn gọi là kinh tế nông nghiệp tuần hoàn sẽ là một cái mô hình tuần hoàn theo mô hình hình tròn, tức là những cái hạng mục đầu ra của sản phẩm này sẽ là cái hạng mục đầu vào của sản phẩm của module kia. Nó sẽ tạo thành một cái vòng tuần hoàn khép kín để hạn chế đến mức tối đa cái ảnh hưởng đến với môi trường, cũng như là tăng cường tối đa cái tuổi thọ của sản phẩm trong suốt cái chu trình từ nhà máy đến bàn ăn của người tiêu dùng. Thì đối với một cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn mà trang trại Nắng Ngoài Gió chúng tôi đã áp dụng thì nó được gói gọn trong những cái chữ vườn, ao, chuồng, chuồng quế và du lịch sinh thái trải nghiệm. Vườn ở đây chúng tôi sẽ canh tác theo tiêu chuẩn Global Gap, các loại trái cây như nho, táo, ổi, dưa lưới, nho đam. Ao tức là những cái ao chứa nước để dự trữ và cung cấp nước tưới cho tất cả những cái vườn, cũng như là sẽ tận dụng để nuôi cá nước ngọt cũng như là những cái loại cá kiển để phục vụ cho du lịch. Chuồng tức là những cái chuồng bò quy mô lớn chúng tôi sẽ nuôi tập trung để có thể là tận dụng cái nguồn phân để cung cấp cho hạng mục thứ tư là chuồng quế. Chuồng quế sẽ xử lý cái nguồn phụ phẩm của vườn, của chuồng để làm thức ăn, sau đó sẽ cho ra một cái sản phẩm phân hữu cơ Spicin hảo hạng, đó là cái phân chuồng quế để chúng ta cung cấp ngược trở lại cho cái vườn, và từ đó sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín. Còn cái chuồng thịt đó chúng ta sẽ cung cấp nó cho những cái chuồng nuôi heo, gà hoặc là những cái ao nuôi cá, từ đó tạo ra một cái vòng tuần hoàn khép kín. Và hiện tại là tôi đang đứng ngay chỗ cái bãi phân, diện tích cũng gần 2 hecta. Chúng tôi sẽ tận dụng cái nguồn phụ phế phẩm của farm cũng như là một cái nguồn vỏ lá nha đam rất là dồi dào và nhiều của nhà máy Việt Farm trở lên đây. Chúng tôi sẽ chế biến làm phân bón hữu cơ vi sinh cũng như là làm một cái loại dinh dưỡng sinh học dạng nước gọi là GE nha đam rất là tuyệt vời để chúng ta phục vụ cho cây trồng. Tôi gọi đó là thực phẩm chức năng cho cây trồng bởi vì nó có những cái tính ưu việt sau. Thứ nhất, nó sẽ giúp cho cây trồng phát triển tốt, tăng cường sức đề kháng và làm lành vết thương, bởi vì trong cái lá nha đam nó có một cái hộp chất sát trùng rất là tốt. Thứ hai là cái hệ vi sinh vật trong cái dung dịch nha đam sẽ giúp cho cây trồng kháng lại một số loại nấm virus gây hại cũng như là kích cho cây phát triển tốt và bền vững. Ngoài ra, cái hàm lượng dinh dưỡng khoáng đa trung vi lượng sẽ giúp cho cây trồng hấp thụ dễ dàng hơn vào hệ thống lá và rễ nếu chúng ta pha nước để phun tưới và xịt cho lá cũng như là tưới gốc. Đó là những cái lợi ích rất là tuyệt vời để chúng ta tận dụng cái nguồn phụ phẩm bỏ đi không tạo ra giá trị gây ô nhiễm môi trường, tận dụng để làm ra một cái sản phẩm có giá trị phục vụ ngược trở lại cho những cái hạng mục, những cái mô đun trong cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Ngoài ra thì cái phân bón phân bò nha đam ủ hoi thì cũng là một cái sản phẩm mà chúng tôi đang ủ và xử lý với diện tích lớn để cung cấp cho cỏ bắp, nho, táo, ổi tại farm. Còn riêng dưa lưới chúng tôi sẽ sử dụng phân bò ủ hoi cũng như là cái phân chuồng quế để chúng ta tăng cường khả năng xử lý đất tốt hơn. Để cho quý khách hàng, quý bà con hiểu rõ hơn về cái giá trị của mô hình nông nghiệp tuần hoàn thì trang trại Nắng và Gió đang áp dụng cái chương trình đó là du lịch sinh thái trải nghiệm cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên cũng như là những khách du lịch có nhu cầu đến tham quan trực tiếp cái mô hình, tạo ra những cái sản phẩm nông sản sạch, xanh, an toàn và đạt chuẩn Global Gap tại trang trại Nắng và Gió ở Ninh Thuận. Và đó là cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn tôi xin tóm tắt: vườn, ao, chuồng, chuồng quế và du lịch sinh thái trải nghiệm. Hy vọng rằng trang trại Nắng và Gió trong tương lai sẽ chào đón tất cả bà con quý khách hàng đến tham quan, trải nghiệm và học hỏi những cái kiến thức của cái mô hình này có thể áp dụng cho cái mô hình tại vườn cũng như là trang trại của mình. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và rất hy vọng nhận được những cái câu hỏi, những cái thắc mắc để chúng ta có thể giao lưu kết nối và tạo ra một cái cộng đồng những người trẻ, những người yêu nông nghiệp sạch cũng như là mong muốn sử dụng những thực phẩm sạch. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau nói về nông nghiệp tuần hoàn. Trong năm 2022 này tôi sẽ nói và tập trung nhiều về cái mô hình này và hy vọng rằng sang năm 2023 cái quyển sách Đứa Con Tinh Thần tiếp theo, mô hình nông nghiệp tuần hoàn được cải tiến, được chất lọc từ cái quyển sách Nuôi Trùng Quế của tôi sẽ được ra đời và phục vụ quý khách hàng, quý bà con cũng như là giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về cái giá trị và lợi ích to lớn tuyệt vời của cái mô hình nông nghiệp này. Nếu như mọi người thích những cái video tương tự xin hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ rộng rãi video này cho mọi người cùng biết nhé. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong những cái video sau.